Ngày 7 tháng 4, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên khu vực bờ biển thôn Bắc Hải, thuộc địa bàn xã này, vừa xảy ra hiện tượng hàng tấn nghêu tím tự nhiên từ ngoài biển khơi dạt vào. Trong đó có nhiều nghêu tím vẫn còn sống, ước tính số lượng lên đến khoảng 5 đến 7 tấn. Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân ở các địa phương khác đang đến tham quan tắm biển Thạch Hải và người dân ở xã Thạch Hải đã nhanh chóng mang theo các túi ni lông, bao tải, xô chậu, rổ nhựa, làn nhựa, các dụng cụ khác đổ xô ra dọc bờ biển nhặt số nghêu tím còn sống để đưa về sử dụng hoặc cho tặng. Trước đó, trong khoảng tháng 10 năm 2023, cũng đã từng xuất hiện nghêu tím tự nhiên trôi giặt vào rải rác các khu vực dọc bờ biển ở xã Thạch Hải và một số địa phương lân cận thuộc huyện Thạch Hà. Nhưng số lượng ít hơn lần này.